tưởng tôi nhớ cảnh hay lắm. Tôi vẽ trên cát là tôi cũng nhìn, phải nhìn thấy cái quả để trước mặt à. Nó còn hay hơn hình chụp. Thì mình gạt, mình lọc nét hết rồi. Có một vài ký họa bằng tay trên cát thôi. Ngày nghỉ của mình là mình ngồi ở khu này. Mình phải chắn một cái mạng đây nè, để che bớt mấy cái bụi của cái sương mập đó. Lớp ngoài phòng khách là lớp trong. Sống như một cái sương mập nó phải như vậy. Có nắng kìa, ra đồng chơi đi. Ừ, tôi ra đồng ở đây nè, đó, đó, đó. Sát nhà. Theo tôi rồi. Tôi thức là nó thức, tôi đi là nó đi. Hôm nay nó vậy đó. Có nắng là nó ra nó nằm lên đó. Lê nó cựa cho hết cái bá giới ngứa bọt chét á, chủ nhà mèo được tắm nắng. Mít nhà trọ giữ giùm ông chủ thôi, chiều nào chính ông cho ăn cho. Trên này nó có bốn cái ổ chim rồi, lúc nào cũng nghe tiếng chim á. Nếu mình không có cái mít này, cái tiếng chim này là mình không có tinh thần cân bằng đâu. Rất là căng thẳng với xã hội xung quanh. À, quà của con gái. Một khi tôi chơi màu nước, hôm nay tôi chơi màu chì. À, nó chỉ tôi như nè. Tôi xong cái vào. Lấy miếng nước miếng đẹp lên thành màu nước cũng được ha. Đây là cái quyển truyện tranh tôi đang vẽ, một cái vùng miền núi biên cương thời Lý Thường Kiệt chống Tống. Hoàng tử người nùng lấy con trai của nhà Lý đem về bản, tạo tình đoàn kết phân dậu các dân tộc, không cho quân Tống mua chuộc công chúa nhà Lý. Thấy cũng hơi phiền. Muốn cái gì? Kêu hoài vậy, ăn cho ăn rồi. Có nắng đi chơi đi. Nó đòi ôm nó đó. Mắc mắc à? Ừ. Sáng tác trong cái tiếng địch đéo chơi game nghe chưa? Cái đó nó còn kinh khủng hơn là tiếng máy cưa nữa. Chẳng thà tiếng máy cưa còn chịu được. Cái con này sao con trai mà nhõng nhẽo quá. Thấy con mèo bên Dương không, nó tự nó đi chơi thôi, nó làm phiền này. Như con chú trước mặt không, lịch công giáo đó, Emmanuel, chú ở cùng con. Một đứa quà của một đứa đi. Đồ đựng cỏ tôi nhìn đã không? Rất là dân tộc luôn. Khăn rằn cũng của tôi luôn. Để hỉ mũi lao, cái này chảy nước mũi quá. Tôi nợ công việc của chính tôi. Tôi không sợ thiên hạ, mà tôi sợ chính tôi. Sứ mệnh của tôi là cho đời, chứ không phải là cái chuyện cạnh tranh hơn thua với đời, mà tôi làm cho tôi để cái điều đó nó mới là quan trọng.
những kiến thức gì mình đã học, đã làm cho các công ty, các ngành, mình bây giờ làm cho chính mình nó mới quan trọng. Nó là người Chúa sai xuống trao talent cho mình, cống hiến gì chứ không phải nước qua cuộc đời này rồi mình biến mất, chỉ có ăn nhậu và hưởng thụ, không có để là một cái án nhân chương mỹ thuật anh nhạc gì. Ta sống phải nghĩ tới Chúa, không có ra tự nhiên mà tạo mình ra để mình sống thờ ơ như về với Chúa một cách tay không được. Hãy nghĩ mà xem, mỗi người có sứ mệnh của mình, ngồi lắng lòng xuống mà nghĩ đi, có sứ mệnh hết đó, mà mọi người quên. Đến một khi nào đó nghiệm ra rồi thì hối tiếc, sợ nhà lầu đã chết không mang theo. Thứ Chúa chỉ cần là cái gì, có ích cho con cháu, cho loài người, nhắc nhở nhau những cái bài học nhân bản lịch sử có giá trị. Tôi dễ đang dở dang cái mùa Tết này, tôi chỉ đi đợi thôi, nhưng mà con bé nó cho hộp màu thì bắt đầu lấy ra hứng hứng thí nghiệm. Ngày xưa mình nghèo á, mình đi học mình không có tiền mua màu mua giấy, nó thiệt là vậy luôn á, lấy giấy báo mà Sài Gòn Giải Phóng giấy đen á, lật mặt sau tập vẽ chứ không phải như mấy đứa nhỏ giờ mua cái giấy mới vẽ đâu. Cho nên bây giờ già tụi nó cho màu xịn, mình bắt đầu mình sử dụng, mình vẽ rồi mình cũng đi ký họa rồi như nó, đua theo tụi nó tới già mà vẫn còn học nè. Thấy tụi nó đi vẽ thực tập mà mình cũng đua theo, đừng có mắc cỡ gì chứ. Lúc nào cũng phải học tiếp, vẽ tiếp. Những cái thời mà học ở trong trường vẽ không đủ tiết á, không tốt có gì đâu. Nếu cho trở lại cái thời mà đi học, tôi học hoài không ra trường luôn. Ai cho tôi đi học, tôi học hoài luôn. Ưu tiên cái trường âm nhạc với mỹ thuật gì. Hai cái trường đó là học hoài không muốn ra khỏi trường. Và nó mình dạy mình cũng thích cái dạy đó. Xong nó bắt tốt là cái gấp làm việc này để làm việc. Con mèo này nó đang rủ tôi đi chơi, con mình nó buồn sao nghe, nó không giống con mèo con Dương nó tự nó chơi. Mèo mình nó phải rủ mình chơi nó mới chịu nha, hư quá.